Bản tin thời sự an ninh ngày 3 tháng 1 năm 2022. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng kênh TV24 giờ cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình an ninh xã hội trong nước. Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau đây. Đập vỡ kính ô tô đỗ bên đường để trộm tài sản đòi tiền chuộc. Mâu thuẫn với bạn hát, nam thanh niên phá quán karaoke. Tiệm gạo có hai người trông coi, người phụ nữ vẫn liều lĩnh vào trộm tài sản. Chế thang leo cắt mái tôn, đột nhập cửa hàng trộm 15 kg tổ yến sao. Con gái giúp bạn trai và thầy bói cưỡng đoạt tiền của bố mẹ. Điều tra vụ nhóm đối tượng phá cửa xông vào quán bia đánh người. Tiếp tay cho người nước ngoài lừa đảo rửa tiền. Bắt chủ doanh nghiệp sẽ thịt đất thuê của nhà nước bán cho nhiều người. Khởi tố kẻ đột nhập ngân hàng, trói bảo vệ phá kết sắt cướp tiền. Hải Dương bắt giữ đối tượng mua hơn một tạ pháo về bán kiếm lời. Phát hiện xe chở hơn một tấn tôm chứa tạp chất tại Bạc Liêu. Sau đây là thông tin chi tiết. Đập vỡ kính ô tô đỗ bên đường để trộm tài sản đòi tiền chuộc. Ngày 2 tháng 1, thông tin từ công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự Phạm Thế Phương, 30 tuổi, ngụ phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột để làm rõ về các hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, trộm cắp tài sản và cưỡng đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào giữa tháng 12 năm 2021, phương cần tiền tiêu xài, đánh bài bạc nhưng do lười nhắc lao động nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản vào buổi tối Phương dò la trên các tuyến đường tại thành phố Buôn Ma Thuột. Khi phát hiện xe ô tô đậu ở những vị trí khuất, ít người trông coi thì Phương đã tiếp cận. Sau đó Phương sẽ giật mở cửa xe. Nếu không mở được, Phương sẽ dùng đá đập vỡ kính để lấy đi tài sản giấy tờ có trên xe. Lúc này Phương để lại một tờ giấy ghi lại số điện thoại sim giác của mình trên xe nhằm mục đích để chủ xe liên lạc chuộc lại tài sản. Khi thỏa thuận được giá cả chuộc lại tài sản giấy tờ, Phương cho số tài khoản của một người khác để chủ xe chuyển tiền. Riêng tài sản thì Phương cất giấu ở một địa điểm cố định rồi báo địa chỉ cho chủ xe tự đến lấy. Với thủ đoạn trên chỉ trong vòng 15 ngày, Phương đã thực hiện chót lọt 5 vụ lấy cắp nhiều loại tài sản, giấy tờ trên 5 xe ô tô và cưỡng đoạt được số tiền 55 triệu đồng. Vụ việc đang được điều tra mở rộng làm rõ. Mâu thuẫn với bạn hát, nam thanh niên phá quán karaoke. Chiều ngày 2 tháng 1, thông tin từ Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thế Anh, sinh năm 1993, trú tại xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh về tội hủy hoại tài sản. Trước đó vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 24 tháng 12 năm 2021, Hoàng Thế Anh cùng ba người bạn của mình đến hát tại một quán karaoke ở thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn. Một tiếng sau do mâu thuẫn với bạn hát là chị Lê Ngọc Hát nên Hoàng Thế Anh đã đập phá, hủy hoại nhiều tài sản trong phòng hát. Không dừng lại ở đó, đối tượng này còn tiếp tục đập phá, làm hư hỏng nhiều đồ đạc có giá trị tại khu vực lễ tân. Căn cứ kết quả định giá, các đồ vật tài sản mà Hoàng Thế Anh đã làm hư hỏng tại quán karaoke này là hơn 22 triệu đồng. Tiệm gạo có hai người trông coi, người phụ nữ vẫn liều lĩnh vào trộm tài sản. Vụ trộm xảy ra vào khoảng 12 giờ 52 phút ngày 1 tháng 1 năm 2022. Kẻ gian lẻn vào cửa hàng bán gạo tại khu vực trung tâm chợ Tóc Tiên, thuộc xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu, để lục lọi trộm cắp tài sản. Toàn cảnh vụ việc được camera an ninh của chủ tiệm ghi lại, sau đó đăng tải lên mạng xã hội. Theo hình ảnh camera ghi nhận, vào thời điểm trên, nhân viên trong tiệm gạo đang nằm trên võng và trên ghế sofa để tranh thủ nghỉ trưa. Lúc này xuất hiện một người phụ nữ mặc quần hoa, đầu đội nón rộng vành màu đỏ, mang khẩu trang và bao tay. Thấy cửa tiệm chỉ kéo hở, người phụ nữ đứng ngó nghiêng một lúc rồi đi vào trong. Người này đi tới đi lui trong tiệm lục lọi cả ví ra đựng tiền và tìm thấy điện thoại di động. Theo chia sẻ của chủ tiệm gạo là chị Lê Thị KL, sau khi lục lọi, người phụ nữ này đã lấy đi một điện thoại di động hiệu Samsung và một số lượng tiền. Điều đáng nói là kẻ gian rất liều lĩnh, ngang nhiên trộm cắp giữa ban ngày. Trong khi cửa hàng đang có hai người trông coi. Chế thang leo cắt mái tôn, đột nhập cửa hàng trộm 15 kg tổ yến xào. Ngày 2 tháng 1, tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết cho biết, vừa bắt giữ hai đối tượng đột nhập vào cửa hàng bán yến để trộm cắp. Từ tin báo của chủ cửa hàng yến xào tại phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, báo bị trộm đột nhập lấy đi hơn 15 kg tổ yến. Công an thành phố Phan Thiết đã khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc. Tại hiện trường, mái tôn bị cắt, phía sau nhà là hai cây gỗ dài được buộc với nhau bằng dây thừng kèm theo các đoạn sắt ngang để leo lên mái nhà. Bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ trong khoảng 10 tiếng đồng hồ, công an đã xác định được hai nghi phạm là Nguyễn Văn Tiệp, sinh năm 1979 và Trần Quốc Tịnh, sinh năm 1994, cùng ngụ thành phố Phan Thiết. Qua kiểm tra tại nhà của Tiệp, công an thu giữ 15,3 kg tổ yến. Quá trình đấu tranh, hai đối tượng khai rủ nhau đi trộm cắp để có tiền tiêu xài. Tịnh chở Tiệp đến cửa hàng bán yến xào, sau đó quay xe về để tránh sự chú ý của người dân. Còn Tiệp dùng thang tự chế trèo lên mái nhà, cắt mái tôn rồi đột nhập vào bên trong cửa hàng bán yến lấy trộm tổ yến rồi tẩu thoát. Con gái giúp bạn trai và thầy bói cưỡng đoạt tiền của bố mẹ. Từ kết quả điều tra, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt Phạm Trung Hiếu, sinh năm 1993, trú ở phường Văn Đầu, Kiến An, thành phố Hải Phòng, 13 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản, cùng đội danh Đỗ Thị Mai Phương, sinh năm 1985, ở xã An Ninh, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cũng bị tuyên phạt 9 năm tù. Tiến hành xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội làm rõ Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh năm 1997, trú ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, có mối quan hệ quen biết với Phạm Trung Hiếu từ năm 2018 do buôn bán thực phẩm chức năng. Khoảng tháng 10 năm 2019, Thảo nói với Hiếu về việc muốn kinh doanh các loại bánh nguyên liệu từ thực phẩm chức năng có công dụng tăng giảm cân và rủ nam thanh niên 9X cùng thành lập công ty. Cô gái mong muốn Thảo sẽ bỏ vốn, còn Hiếu sẽ hỗ trợ và tìm người tham gia hỗ trợ trong quá trình thực hiện kinh doanh. Biết được mong muốn của Thảo, Hiếu nói cần 2 tỷ đồng để thành lập công ty. Nếu Thảo vay tiền của bố mẹ thì vay hẳn 3,5 tỷ đồng và cho Hiếu vay 1,5 tỷ đồng để giải quyết việc riêng. Đồng ý với ý tưởng trên, Thảo về nhà hỏi bố mẹ tiền nhưng không được chấp thuận do bố mẹ Thảo xác định con gái đang đi học và không có khả năng kinh doanh. Bị bố mẹ khước từ việc cấp vốn, Thảo nói lại với bạn trai. Quyết móc bằng được tiền của bố mẹ cô gái và biết Thảo tin vào chuyện tâm linh nên Hiếu tìm đến nhà Đỗ Thị Mai Phương làm nghề bói toán, kể lại toàn bộ sự việc, đồng thời nhờ nữ thầy bói này giúp sức. Hiếu cam kết xong việc sẽ cung tiến một pho tượng và điện thờ của nữ thầy bói. Sau đó Hiếu đưa Thảo đến nhà Phương bói toán. Tại đây Hiếu cùng nữ thầy bói ra sức thuyết phục và Thảo đồng ý về việc lên kế hoạch đòi nợ ảo bố mẹ của cô gái Chinix. Theo đó Thảo và Hiếu ra phòng công chứng lập hợp đồng vay 3,5 tỷ đồng. Lý do Thảo vay nợ Hiếu là do thu cờ bạc. Có được hợp đồng vay nợ trên, Hiếu rủ thêm người và cùng Thảo về nhà cô gái 9X nói chuyện nợ nần. Tuy nhiên do số tiền quá lớn và không tin việc con gái chơi cờ bạc thiếu nợ số tiền lớn như vậy, nên bố mẹ Thảo không xuất tiền. Trong khi đó Hiếu vẫn quyết tâm lấy bằng được số tiền theo hợp đồng vay mượn giả tạo. Đối tượng và Phương sau đó tiếp tục bàn bạc nhờ một người có kiến thức pháp luật tham gia đòi nợ cùng. Cũng trong khoảng thời gian này, Hiếu biết bố Thảo đang trong diện được cất nhắc bổ nhiệm chức vụ cao hơn, nên càng gia tăng sức ép và đe dọa đòi nợ về phần mình thấy bố mẹ khổ sở vì bị bạn trai đòi nợ khống Thảo bảo Hiếu dừng lại nhưng không kết quả ngày 7 tháng 1 năm 2020 Hiếu gọi điện cho bố Thảo thúc ép việc trả tiền nếu không đối tượng sẽ tố cáo việc nữ sinh chỉ nick đánh bạc đồng thời đến tận cơ quan ông này bêu diếu lo ngại việc đó xảy ra ngày 14 tháng 1 năm 2020 mẹ Thảo đã phải mang 60 triệu đồng lên Hà Nội đưa cho Hiếu tiếp tục việc cưỡng đoạt tài sản Hiếu và nữ thầy bói sau đó nhờ thêm một số đối tượng mang vàng mã hương hoa đến cổng nhà Thảo khủng bố tinh thần vì thế vào chiều ngày 25 tháng 3 năm 2020, mẹ thả một lần nữa phải xuống nước khi mang 150 triệu đồng tới một quán cà phê ở quận Cầu Giấy Hà Nội đưa cho nhóm Hiếu. Tuy nhiên khi Hiếu đang nhận tiền từ tay mẹ cô gái Chí thì bị lực lượng công an phát hiện đưa về trụ sở đấu tranh làm rõ. Điều tra vụ nhóm đối tượng phá cửa xông vào quán bia đánh người. Ngày 2 tháng 1, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Xuân Tảo quận Bắc Từ Liêm Hà Nội xác nhận chính quyền đã nắm được thông tin một vụ ẩu đả xảy ra tại một quán bia trên bàn Nạn nhân là nhân viên của quán bia đã bị các đối tượng hành hung. Theo vị này, vụ việc đã được giao cho cơ quan công an khẩn trương truy xét các đối tượng, cơ quan chức năng sẽ sớm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo thông tin ban đầu tối ngày 3 tháng 12 năm 2021, một nhóm thanh niên dùng hung khí lao vào quán bia trên đường Xuân Đình, phường Xuân Tảo, hành hung nhân viên của quán này. Sau khi đạp đổ cánh cổng, nhóm nhân viên bịt mặt xông thẳng vào bên trong, các đối tượng tìm đến nhân viên của quán có lời lẽ chửi bới gây thương tích và đập phá đồ đạc. Chưa dừng lại khi thấy một người đi xe máy đến quán, nhóm này tiếp tục đánh đập ngay tại lề đường trước quán. Hậu quả vụ truy sát khiến hai nhân viên của quán bia bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, trong đó người tên C bị chém vào đầu, sau gáy và tay mất nhiều máu, còn người tên D bị chém vào bờ vai vết thương sâu rộng. Theo chia sẻ của chủ quán bia, ngay sau khi nhận được thông tin đã nhanh chóng đến để tìm hiểu. Khi đến nơi thì phát hiện nhiều đồ đạc bị đập phá, máu vương vãi khắp sàn nhà, tại hiện trường còn một số hung khí. Chủ quán cho biết thêm hai trong số 4 nhân viên có mặt tại quán thời điểm đó đã bị thương đã được đưa đi cấp cứu và hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Tiếp tay cho người nước ngoài lừa đảo rửa tiền. Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án lừa đảo qua mạng do Nguyễn Duy Phương và Nguyễn Văn Đô thực hiện, cơ quan chức năng phát hiện Phương và Đô dùng 120 tài khoản để nhận tiền của các bị hại. Các tài khoản này đều được mua từ người có nickname Zalo, Jack Qua truy vết, cơ quan chức năng xác định Jack là Hồ Văn Nghĩa, Nghĩa khai nhận nhờ nhiều người cho mượn chứng minh nhân dân để mở tài khoản ngân hàng với giá 2 triệu đồng mỗi tài khoản, sau đó bán lại cho Phương và Đô với giá 3,2 triệu đồng để hưởng trinh lệch. Trước đó, ông NVP, chú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng và một số người khác bị kẻ gian giả mạo cơ quan công an liên lạc qua điện thoại, hù dọa có liên quan đến tội phạm các nạn nhân được yêu cầu chứng minh sự vô can bằng cách mở tài khoản ngân hàng có đăng ký dịch vụ Internet Banking và nộp tiền vào tài khoản rồi tải một ứng dụng lạ có biểu tượng của ngành công an về điện thoại với lý do để cơ quan điều tra xác minh, rồi sau đó chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng của ba bị hại. Phòng Cảnh sát Đình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra bắt giữ Nguyễn Duy Phương, sinh năm 1989 và Nguyễn Văn Đô, sinh năm 2001, cùng chú xá Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Các đối tượng khai nhận được một người có tên Zalo là Jack ICM không rõ lai lịch, thuê mở và mua hơn 120 tài khoản ngân hàng của người khác, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Cơ quan công an xác định Jack ICM chính là Hồ Văn Nghĩa, nhưng đối tượng đã xuất cảnh sang Malaysia. Giữa tháng 12 năm 2021 vừa qua, Hồ Văn Nghĩa nhập cảnh từ Malaysia về Việt Nam và thực hiện cách ly y tế tại một khu nghỉ dưỡng ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Ngày 31 tháng 12, cơ quan công an đã tiến hành đấu tranh và thực hiện bắt giữ khi đối tượng hoàn thành thời gian 14 ngày cách ly y tế. Nghĩa thừa nhận đã mua nhiều tài khoản ngân hàng từ Nguyễn Duy Phương, Nguyễn Văn Đô và nhiều người khác để giúp đối tượng chủ mưu lừa đảo là Jack Liu, quốc tịch Malaysia. Nghĩa còn được giao nhiệm vụ dùng số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt được để mua tiền điện tử và chuyển cho các đối tượng người Malaysia. Bắt chủ doanh nghiệp xẻ thịt đất thuê của nhà nước bán cho nhiều người. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Vinh, 67 tuổi, ngụ quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Vinh và vợ là Nguyễn Thị Thùy Hương, là chủ doanh nghiệp tư nhân Dệt Đa Phước. Theo hồ sơ vụ án ngày 18 tháng 3 năm 2002, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ra quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp tư nhân Dệt Đa Phước 2375 m2 đất, mục đích sử dụng là xây dựng xưởng sản xuất, thời hạn 20 năm, nguồn gốc là đất nhà nước cho thuê, kiểm toán nhà nước kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 phát hiện vi phạm tại doanh nghiệp tư nhân dệt đa phước về luật đất đai, luật quy hoạch và luật kinh doanh bất động sản. Cụ thể chưa hết thời gian thuê đất, doanh nghiệp tư nhân dệt đa phước đã dừng hoạt động như không trả lại đất cho nhà nước và không trả tiền thuê đất. Một số thửa đất đã được chuyển nhượng cho người dân làm nhà ở, trong đó có hai thửa đất đã được cấp sổ đỏ. Việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh sang đất ở và phân lô để chuyển nhượng không được sự đồng ý cho phép của ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng là trái quy định. Khu đất của doanh nghiệp tư nhân Dệt Đa Phước từng được 23 lô đất, mỗi lô bình quân 100m2. Ông Vinh sang nhượng bán 9 thửa đất cho người khác, 12 thửa với hơn 1.600m2, được các hộ dân làm đơn xin giao đất làm nhà và được chính quyền địa phương xác nhận. Gia đình ông Vinh ở một thửa đất rộng 135,4m2, chưa được cấp sổ đỏ, có 2 thửa đất số 68 và 78, tờ bản đồ 143 đã được sở tài nguyên và môi trường cấp sổ đỏ và các thửa đất này đều đã chuyển nhượng. Khởi tố kẻ đột nhập ngân hàng trói bảo vệ phá kết sát cướp tiền. Ngày 2 tháng 1 năm 2022, Công an huyện Cẩm Giang tỉnh Hải Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Văn Ninh, sinh năm 1985 ở thôn Phúc B, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giang tỉnh Hải Dương về hành vi cướp tài sản. Trước đó khoảng 1 giờ 10 phút ngày 25 tháng 12 năm 2021, Vũ Văn Ninh cầm theo một búa sắt, một thanh đục kim loại, một dao bầu, một cuộn băng dính đi bộ từ nhà đến trụ sở phòng giao dịch Tân Trường, ngân hàng Agribank, chi nhánh huyện Cẩm Giang, địa chỉ thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giang. Khi đến nơi, Ninh đội mũ len trùm kín đầu chỉ để hở hai mắt, đeo găng tay, trèo tường vào khuôn viên phòng giao dịch. Dùng thanh đục cậy phá cửa lách phía đông, nhìn thấy bên trong còn có một lớp cửa được xếp khóa bằng hai ổ khóa việt tiệp, Ninh tiếp tục dùng thanh sắt để phá khóa, mở cửa đi vào bên trong. Mục tiêu của đối tượng lúc này là phá hai kết sắt của phòng giao dịch để lấy tiền và tài sản. Tuy nhiên, sợ bị bảo vệ phát hiện, Ninh đã lẻn vào phòng ngủ của ông Phùng Quốc V, 60 tuổi là bảo vệ các đêm của phòng giao dịch. Đối tượng dùng dao khống chế, lấy băng dính đen bịt mồm, trói tay. Kéo ông V vào trong khu vực quầy giao dịch và tiếp tục dùng băng dính trói hai chân ông V lại. Sau đó, hắn dùng đục và búa sắt cậy phá hai két của ngân hàng nhưng không phá được. Đến 3 giờ cùng ngày, đối tượng bỏ về nhà, cất dấu dụng cụ gây án rồi đi ngủ. Lúc này ông V tự cởi trói và gọi điện báo cho lãnh đạo phòng giao dịch. Hải Dương bắt giữ đối tượng mua hơn một tạ pháo về bán kiếm lời. Ngay ngày đầu năm, công an thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương đã bắt giữ một đối tượng thường trú tại tỉnh Hưng Yên có hành vi buôn bán trái phép pháo nổ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 11 kg pháo. Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng tại số nhà 280 đường Ít Kiêu, thành phố Chí Linh, cơ quan điều tra thu giữ thêm 6 thùng pháo nữa với tổng trọng lượng hơn 100 kg. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Chí Linh tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó vào khoảng 22 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2021, tại khu dân cư nội phường Tân Dân, thành phố Hồ Chí Linh, công an thành phố Hồ Chí Linh phát hiện và bắt quả tang đối tượng Hồ Duy Lợi, sinh năm 1996, trú tại thôn Mạn D, xã Nam Trung, huyện Nam Sách, cùng một đối tượng tên Hòa, chưa rõ nhân thân lai lịch, đang vận chuyển pháo để bán cho một người không quen biết. Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ 24,05 kg pháo. Kết quả giám định kết luận trong số tang vật bị thu giữ có 6 hộp pháo hoa nổ và 25 quả pháo được cuốn bằng giấy. Phát hiện xe chở hơn 1 tấn tôm chứa tạp chất tại Bạc Liêu ngày 2 tháng 1, lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Bạc Liêu vừa phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ phát hiện xe tải vận chuyển hơn 1 tấn tôm có chứa tạp chất. Cụ thể vào khoảng 6 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện xe tải biển kiểm soát 94C 05876 do tài xế Trần Văn Minh, sinh năm 1971, ngụ ấp Nhàn Dân A, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu điều khiển di chuyển trên tuyến quốc lộ 1A qua địa phận xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng và kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe đang vận chuyển 28 thùng xốp chứa hơn 1,1 tấn tôm, nguyên liệu có chứa tạp chất là aga và CMC. Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu, tài xế Minh đã khai nhận trên đường vận chuyển số tôm có tạp chất trên đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của kênh TV 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những video mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của kênh TV 24 giờ.